Tổng thống Ukraine cho rằng 6 tháng đến 1 năm tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với cuộc xung đột hiện nay. Ông nói trong bài phát biểu đêm 27 tháng 12, chúng ta sẽ tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện cho lực lượng an ninh và phòng vệ của Ukraine trong năm tới. Đây sẽ là năm quyết định. Chúng ta hiểu được những rủi ro phải đối mặt trong mùa đông, hiểu được những gì phải làm trong mùa xuân. Và do vậy, chúng ta cần nhận thức được, cần phải đạt được những mục tiêu nào. Chúng ta sắp bước sang một năm mới và cần phải duy trì sự hiểu biết chung về các mục tiêu quốc gia. Ông Zelensky nêu rõ mục tiêu chính của Ukraine là khôi phục toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và tái thiết đất nước, hồi hương công dân, tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng và mở ra những cơ hội mới cho Ukraine trên thế giới. Nhà lãnh đạo Ukraine dự định sẽ đề xuất những biện pháp để đạt được các mục tiêu trên trong thông điệp năm mới tại Quốc hội. Hồi đầu tháng, ông Zelensky cũng nhận định 6 tháng tới sẽ mang tính quyết định trên nhiều khía cạnh trong cuộc xung đột với Nga. 6 tháng tới sẽ đòi hỏi chúng ta phải thực hiện những nỗ lực thậm chí còn lớn hơn những gì đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Người đứng đầu Ukraine nhấn mạnh nước này cần tìm cách vô hiệu hóa các cuộc tập kích tên lửa diện rộng của Nga, đồng thời kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí. Giới chức Ukraine dự đoán Nga có thể mở một đợt tấn công mạnh vào đầu năm 2023. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushenko cảnh báo hệ thống năng lượng của nước này có thể bị phá hủy tối đa trong dịp năm mới. Các cuộc tập kích của Nga nhằm vào hệ thống năng lượng khiến nguồn cung điện của Ukraine vô cùng khó khăn. Theo Bộ trưởng Halushenko, Ukraine đang cố gắng tận dụng khoảng nghỉ giữa các đợt tập kích của Nga để khắc phục hệ thống. Giới chức Ukraine lạc quan rằng lực lượng nước này sắp giành lại thành phố quan trọng Kremlin sau khi đẩy lùi một phần lực lượng Nga. Tỉnh trưởng Lugan, Haida cho biết lực lượng Nga đã bị đẩy lùi khỏi một phần của thành phố Kremlin và phải rút về thành phố Rubizne, cách đó vài km về phía đông nam. Sau khi chịu áp lực lớn từ quân đội Ukraine, quan chức này lạc quan rằng lực lượng Ukraine đã tiến gần tới mục tiêu giành lại thành phố. Ông Haida viết trên Telegram vào ngày 27 tháng 12, người Nga hiểu rằng nếu họ mất Kremlin, toàn bộ tuyến phòng thủ của họ sẽ sụp đổ. Quân đội Nga đã xây dựng được tuyến phòng thủ rất mạnh trong một tháng. Họ mang đến đó lượng quân lớn và thiết bị. Họ liên tục làm mới lực lượng của mình. Nếu giành lại Kremlin và Svatov gần đó, hai thành phố thuộc tỉnh Lugan ở miền đông Ukraine, có thể mở đường cho Kiev mở cuộc tấn công, tái chiếm Severodonetsk và Lysychansk, hai thành phố mà Ukraine để mất vào hồi mùa hè. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 27 tháng 12 cho biết, trong 24 giờ qua, lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại hai khu định cư ở Lugan và 6 ngôi làng ở Donetsk. Cơ quan này nói thêm rằng Nga cũng pháo kích các thành phố Kherson, khu vực Zaporozhia và các khu định cư ở Kharkov, đông bắc Ukraine. Trước đó, trong một bài phát biểu ngày 26 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận tình hình ở các vùng giao tranh Bakhmut và Kremlin ở Donbass đang diễn ra rất khó khăn và đau đớn. Kiev với hỗ trợ quân sự và tài chính của phương Tây bác bỏ yêu cầu của Moscow và tuyên bố sẽ giành lại tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Nga đang cố gắng tấn công để chiếm Bakhmut, thành phố công nghiệp với dân số trước chiến tranh là 70.000 người nhưng hiện chỉ còn khoảng 10.000 dân cư. Việc kiểm soát thành phố có thể giúp Nga tạo bàn đạp để tiến tới hai thành phố lớn hơn là Kramatorsk và Slovyansk ở miền đông Ukraine. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Ukraine vào ngày 27 tháng 12, Bakhmut thực sự là pháo đài ở phía đông chúng tôi. Thực tế đối phương đã tập trung hầu hết nỗ lực, thiết bị quân sự và vũ khí ở đó. Nga tự đặt mục tiêu phải tiến đến biên giới của vùng Donetsk vào cuối năm dương lịch. Họ không còn giữ được chiến tuyến rộng lớn nữa, vì vậy họ chọn một số khu vực mà họ có thể tập trung tối đa. Và đối với họ, Bakhmut dường như là mục tiêu dễ dàng nhất. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố lực lượng quân sự nước này vẫn cố gắng để giữ vững trận địa ở Bakhmut. Bà Malia tuyên bố, nhưng có thể thấy Bakhmut đã dũng cảm cầm cự như thế nào, các binh sĩ của chúng ta đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho đối phương và đối phương đơn giản là không thể tiến thêm được nữa. Trước đó, ông Pavlo Kirilenko, thống đốc vùng Donetsk cũng xác nhận, Nga liên tục bắn phá cơ sở hạ tầng của Bakhmut. Ông này cho biết hơn 60% cơ sở hạ tầng thành phố đã bị phá hủy, toàn phần hoặc một bộ phận. Ở mặt trận miền đông, Nga liên tục pháo kích, oanh kích hai thành phố trọng điểm ở vùng Donbass sau khi Moscow yêu cầu Kiev chấp nhận điều kiện về sự chấm dứt chiến sự. Dựa vào những thông tin tình báo thu thập được,
Bộ Quốc phòng Anh cho biết giao tranh diễn ra đặc biệt dữ dội xung quanh thành phố Bakhmut ở Donetsk và Svatov ở phía bắc tỉnh Lugan, hai địa phương tạo nên vùng Donbass và cũng là hai tỉnh mà Nga đã sáp nhập vào lãnh thổ. Thông báo cho hay, Nga tiếp tục phát động các cuộc tấn công quy mô nhỏ liên tục vào những khu vực này nhưng giành được rất ít lãnh thổ. Sau những đòn pháo kích không kích của Nga, một tòa chung cư lớn ở Bakhmut bốc cháy, cửa sổ của hầu hết các tòa nhà trong thành phố đều bị thổi bay. Những cuộc tấn công mới của lực lượng Nga diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov yêu cầu Ukraine phải chấp nhận các điều kiện của Moscow về chấm dứt chiến tranh. Nếu không, Nga sẽ hành động và khiến Ukraine phải chịu tổn thất trên chiến trường. Một trong những yêu cầu mà Nga đưa ra là Kiev phải công nhận việc Moscow kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine, trong đó có 4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập gồm Lugan, Donetsk, Zaporozhye và Kherson. Hãng TASS dẫn lời ông Lavrov, vấn đề rất đơn giản, hãy chấp nhận các yêu cầu vì lợi ích của chính các bạn, nếu không, vấn đề sẽ do quân đội Nga quyết định. Ở mặt trận phía nam Ukraine, quân đội nước này đang nỗ lực tiến hành nhiều đợt tấn công nhắm vào tuyến phòng thủ tả ngạn sông Donetsk của Nga. Trong một thông cáo được đưa ra vào ngày 27 tháng 12, bà Natalia Humenyuk, người phát ngôn Bộ Tư lệnh tác chiến phía nam Ukraine cho biết, lực lượng nước này đang nỗ lực tiến hành các đợt tấn công nhằm chọc thủng tuyến tả ngạn sông Donetsk của quân đội Nga. Bà nói, đối phương đang hoang mang, họ lo sợ về động thái tiếp theo của chúng tôi chưa thể nói trước về kết quả của các đợt tấn công này, nhưng chắc chắn rằng chúng sẽ rất thành công và các bạn sẽ sớm được thông báo. Chúng ta sẽ tung ra những đòn sấm sét về phía đối phương. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam cũng cáo buộc quân đội Nga đang liên tục pháo kích vào khu vực thành phố Kherson ở hữu ngạn sông Donetsk nhằm giảm bớt sức ép lên phòng tuyến của lực lượng này ở phía bên kia sông. Ở phía bên kia chiến tuyến, trong một phát biểu được đưa ra từ giữa tháng 11, ông Sergei Morov, đại diện chính quyền thân Nga tại khu vực Kherson xác nhận các tuyến phòng thủ tại tả ngạn sông Donetsk đang được khẩn trương gia cố sau quyết định rút lui khỏi thành phố Kherson của quân đội Nga. Ông nói, chúng tôi đang nỗ lực chuẩn bị sẵn sàng cho phòng tuyến tả ngạn sông Donetsk một cách nhanh nhất có thể. Các binh sĩ đã đào nhiều chiến hào, dựng thêm công sự, đặt các chướng ngại vật chống tăng và chuẩn bị các trận địa pháo. Quân đội Ukraine sẽ không thể đặt chân sang phía bên này sông vì họ sẽ gặp sự kháng cự rất mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ không rút khỏi phòng tuyến tả ngạn sông Donetsk. Với vị trí chiến lược quan trọng khi đóng vai trò là một bức bình phong cho bán đảo Crimea kể từ khi thành lập, tuyến phòng thủ của quân đội Nga tại tả ngạn sông Donetsk ở Kherson đã trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng Ukraine. Từ giữa tháng 11, tuyến phòng thủ này đã liên tục hứng chịu các đợt pháo kích của quân Ukraine. Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam Ukraine khẳng định các trận pháo kích này gây ra nhiều tổn thất về người và trang bị cho quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22 tháng 12 khẳng định Moscow chưa bao giờ từ bỏ đàm phán, đồng thời cho biết Nga sẽ cố gắng bảo đảm xung đột ở Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt bằng con đường ngoại giao. Ông Putin cũng nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán với mọi bên tham gia vào quá trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine. Alexander Rodnyansky, cố vấn kinh tế của Tổng thống Ukraine cho rằng tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình của Nga chỉ nhằm câu giờ và không thể tin tưởng. Ông nói, chiến lược đánh nhanh thắng nhanh là sai lầm khủng khiếp và họ đã biết điều đó. Vì vậy họ cần thêm thời gian để tập hợp lại và xây dựng lại quân đội của mình. Bằng cách đưa ra tuyên bố về đàm phán, Điện Kremlin đang tìm cách ngăn cản thế giới gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Chúng ta không được rơi vào cái bẫy đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.